quý vị hãy đến sự kiện thời với đêm live music đầu tiên trong năm mới. Và chương trình ngày mai sẽ có nhạc công đến trực tiếp cho quý vị trên sân khấu. Nếu quý vị đi tốn tiền mà mua vé cái phòng trà mà không có vé thì quý vị đến sự kiện thời đảm bảo những giọng hát chất lượng. Và ngày mai sự trở lại của ca sĩ Hoàng Thắng trong live music sẽ làm quý vị hài lòng và ca sĩ nghệ sĩ Hoàng Thắng quý vị. Rồi ai chúng ta dễ mình giơ tay liền giúp cho em quý vị nha. Dạ, mỗi là vé chỉ có 80 đồng ở vòng loại này thôi. À, ngày mai thì chúng ta sẽ gặp gỡ là những thành viên mà hổng gần nghỉ Tết á. Dạ, sẽ lên lần. Dạ, từ đây cho tới mùng 8 thì quý vị sẽ thấy full sân khấu gì nha. Wow. Dạ, 44 bà BD không thiếu một bà. Dạ. Dạ. À, bác vé mà có bùa có chú đó. Dạ. Rồi tính thêm 100.000 tiền bùa. Dạ. Rồi, bây giờ ai có vé mình chuẩn bị giờ số rồi quý vị ơi. Và ai chưa có vé mình giơ tay liền, người đẹp Luna đó quý vị, nàng tiên cá Luna đó quý vị. Nàng tiên không hát đó quý vị. Dạ. Đó, sở hữu đôi chân dài 1m15 quý vị nha. Dạ. Nhưng mà ước gì chứ không bên mũi cũng dài như vậy. Không hát là không hát được, không hát là không đó. Nhưng mà nó bấm dễ vậy, hát nhép thôi. Rồi, bây giờ ở dưới năm nay nè đó. Anh chào chán không kìa. Dạ, năm nay thì quý vị thấy bấm bóng Hương Quả. Thì năm nay là Hương Quả đi về ra mắt cho bên chồng quý vị. Dạ, năm đầu làm dâu đại gia đó. Năm đầu là năm nay cưới đó. Năm đầu là năm nay cưới mà gọi là dâu coi hiệu Hào Môn đó. Hào Môn. Nàng dâu Hào Môn đó quý vị. Dạ. Cho nên là hôm nay người ta nghỉ, người ta về, người ta ra mắt. Còn Phi Tinh Dân thì cũng năm nay là rồi năm đầu tiên khơm ao với gia đình. Ủa, các bạn khơm ao chưa vậy? Ủa, em trước khơm ao hả? Không, em tỉnh lấy vợ. Hả? Vậy hả? Bắt trước bé Tư nè. Chết nhà. Mùng 1 mà ba. Mùng 1 mà ba điện em hỏi chừng nào có vợ. Vậy hả? Tu ghê không? Không thì em cũng có mà. Ủa? Rồi, đâu có cần gì đâu, phải giấu câu hai đi cơ. Bước ra ánh sáng đi. Ngày mai chị mệnh tung tới rồi hai mình làm trên sân khấu luôn. À, quý vị ơi, người ta thường nói thì nhà thì có chăm ba cái cửa, mua vé rồi mua nữa cũng không sao. Thì quý vị cứ việc mạnh dạn đầu tư thiệt là nhiều. Thì cái ngành nghề nào cũng là một cái ngành ơi, nó là mùa nó nhát vô nách được kìa. Bà nội ướp cái vé bây giờ. Trời ơi. Cái vé này mình nhét vô nách xong rồi làm bùa xong rồi kêu mà muốn hiệu nghiệm là phải hết vô hả? Bà cũng... Chị ơi, chị hủy thử đi, nghe quỳ giấm không? Trời ơi, trời. Rồi. Bây giờ, ai cho cái vé một loại này, mình thưa thấy như chị em quý vị còn có vé rồi không mất thì sẽ có cái đầu dò số đó mà. Vô! Mấy gì đi xuống, chị đã mấy gì chị đây, 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 chị đây
Con gì đây, con gì đây thì hãy đi lấy chồng. Còn em cô đơn khóc bên mà dòng sông. Mùi gian nhớ ai, đưa con thì nhớ con dài đặt ca là